Xin chào tất cả anh em nhé. Trong cái buổi sáng ngày hôm nay thì hiện tại thì em vừa về được một cái mẫu xe rất là khủng của dòng Hyundai Venza Cruz. Cái mẫu xe này thì sở hữu cái động cơ máy xăng tới 3.8 anh em nhé. Đấy, một cái mẫu xe rất là khỏe khoắn. Và dòng này thì được trang bị hộp số tự động 2 cầu và được trang bị thêm cửa sổ trời nữa, rất là đẹp. Về dòng Hyundai Venza Cruz này thì nó cũng là một cái dòng xe khá là hot. Rất là nhiều anh em thích những cái dòng xe này, bởi vì cái dòng xe này một là chạy khỏe, hai là rất là lành máy ở cái dòng xe này anh em nhé. Về thiết kế kể cả cái form dáng của cái dòng xe này nó rất là đẹp, với khả năng vận hành rất là ngon rồi, bởi vì nó máy xăng 3.8 cơ mà. Đấy, con này thì anh em yên tâm, điều là mua về là chỉ sẵn sử dụng thôi. Xe rất là đẹp, phải nói với anh em là rất là đẹp nha anh em nhé. Đấy, đây tổng thành chi tiết của xe đây anh em nhìn đây này. Đấy, mẫu xe này thì biển 37-24353. Mẫu xe này thì anh em mua về là bao giúp hồ sơ cho anh em trên toàn quốc rồi. Đấy, Hyundai Venza Cruz, một cái dòng xe khá là thương hiệu của cái dòng Hyundai. Đây này, về thiết kế form dáng của xe này, và nhấn mạnh với anh em mẫu xe này là máy zin và xe rất là đẹp nhé. Đấy, sơn xi màu vàng cát thì cái màu này này nó là màu quá là đẹp của dòng Hyundai rồi. Đấy, form dáng. Và mẫu xe này giá thì hiện tại đang bán là 365 triệu tại Salon Ô tô số 1 Kinh Môn anh em nhé. Đây, 365 triệu của cái mẫu xe này thôi. Đây, tổng thành chi tiết của xe đây anh em nhìn đây này. Đấy, màu vàng cát rất đẹp, và xe pha đèn pha rước của anh em nhìn này, nó sáng quắc luôn. Đấy, pha đèn đèn bi chạy dài tối rồi sáng cực kỳ luôn nhé. Bao cho anh em mà xe ngon. Đấy, nội thất con xe này thì nó lại cực đẹp luôn. Thì quay cho anh em phần nội thất. Đây là cái phần thân vỏ bên ngoài nhá anh em nhá. Đấy là cái phần nội thất của xe đây này, sẽ quay cho anh em xem. Đấy, dòng này tích hợp chức năng gương rất đầy đủ hết này. 2007 đăng ký lần đầu 2008. Con này là hai ghế điện nhá, và sàn nó vẫn là sàn nỉ nguyên bản. Đấy. Điều hòa đây. Đấy. Cần số đây. Em hiện tại đang đi mua xe ở trên khu vực Hưng Yên, đi bằng con này luôn. Chạy con này chất, muốn đi trải nghiệm. Cái dòng này chạy sướng lắm. Chạy đi ở đường đạp ga phát là dịu dịu luôn. Ghế da của xe vẫn là ghế da xịn luôn anh em nhé. Đấy. Này. Và dòng này nó là dòng 7 chỗ nha anh em nhé, chứ không phải dòng 5 chỗ đâu, 7 chỗ này. Keo chỉ của xe thì hoàn toàn là keo chỉ zin luôn, không mất một phần nào. Đấy. Xe bao đẹp cho anh em luôn. Đây anh em nhìn đây. Đấy, có cả phần tắc ni chống nắng này, xe này, tí nữa em sẽ đẩy lên cái phần đấy lên. Đấy, cúp này. 7 chỗ ngồi rộng rãi thoải mái luôn. Đấy. Cửa sổ trời và sàn nó trần nỉ nguyên bản. Đẹp lắm, nói chung là con này nó mà mỹ mãn rồi, nếu về độ đẹp. Không có gì phải bàn con xe này cả. Đèn led này. Chạy dòng này thì cực phê rồi. Máy zin cho anh em luôn. Để với cái tầm tiền là 365 triệu thôi, anh em nào thích chơi những cái dòng chấm to này thì alo cho em nhé. Hyundai Venza Cruz, một cái dòng xe khá là thương hiệu luôn. Vô lăng này, nói chung là về mẫu xe này chỉ có sẵn sử dụng thôi, không bỏ 1.000 nào đâu anh em nhé, không phải bỏ ra 1.000 nào cả. Cho anh em xem về cái phần khoang máy của xe này, anh em nào cần chi tiết thì em sẽ gửi hình ảnh chi tiết cho anh em xem để anh em tham khảo. Đấy, máy V6 3.8, máy nó là máy zin luôn, xe chạy cực sướng cực phê luôn anh em nhé. Tất cả những cái chi tiết này, khoang máy nó đẹp này, máy móc anh em nổ. Đấy, máy nổ êm rung 3.8, nổ êm như máy ớt luôn. Đấy, máy em đang cho nổ rồi đấy nhé. Đấy, máy anh em thấy đấy, đây cây áp vào đây, máy nổ cực êm. Đấy, giá tiền chỉ có 365 triệu cho anh em về cái mẫu xe Hyundai Venza Cruz này thôi. Đấy, một mẫu xe rất đẹp. Đây anh em nhìn đây, từ phần đầu của xe đây. Đấy, anh em nào quan tâm đến cái mẫu xe này thì vui lòng liên hệ với em Dương qua số điện thoại 0829 777 777 anh em nhé. Và xin chào và cảm ơn anh em đã theo dõi kênh mua bán ô tô cũ của em nhé.